Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay, thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư phát triển. Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng thành phố trực thuộc Trung ương phải là cực tăng trưởng của khu vực. Nếu có thêm thành phố Huế thì cả nước sẽ có 6 thành phố. Tổng Bí thư cho biết vừa qua Trung ương có bàn về vấn đề này. Quan trọng nhất là phải căn cứ về tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, đủ các tiêu chí thì mới quyết định. Vì là nó là cực tăng trưởng, nó phải là đi đầu trong cái đổi mới sáng tạo, nó phải đi đầu trong cái thu chi ngân sách, đi đầu trong cái phát triển kinh tế xã hội. Thì nó cũng phải có những cái cơ chế đặc biệt để cho nó thực hiện được cái sứ mệnh đi đầu dẫn đầu ý. Đấy, bây giờ nếu một thành phố lên thì cái đầu tiên của các anh là phải phát triển như thế nào. Thì thứ hai nữa là phải hài hòa, cái phát triển của mình là bền vững hài hòa, tức là quan trọng. Chứ thành phố thì cứ vùn vụt lên, ở nông thôn thì càng ngày càng khó khăn đi nữa, bần cùng hóa đi nữa, thì không được. Mà nhiều tỉnh khác đang phấn đấu để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thì muốn cái căn cứ nào để mà thành phố trực thuộc Trung ương thì nó phải căn cứ vào cái tiêu chí. Về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và một số địa phương khác, Tổng Bí thư cho biết nhiều đại biểu băn khoăn cơ chế chính quyền đô thị thế nào, cơ chế bộ máy quản lý nhà nước ra sao cho hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư khẳng định đây là vấn đề rất lớn và Đảng, Nhà nước đang tập trung bàn để tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bộ máy. Tổng Bí thư đánh giá từ Đại hội 12, nghị quyết của Trung ương đã đánh giá bộ máy nhà nước công kênh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, phải sắp xếp, phải tinh gọn. Trung ương mà làm gọn được, tỉnh sẽ gọn, không còn bộ nữa thì làm sao địa phương có sở được, không có sở làm sao huyện có phòng được. Đấy, phải cách thức như thế nào, đây là một cái vấn đề rất lớn, chắc sắp lại các bạn chưa phải quản, và bây giờ cũng phải tính đến cái chuyện đó. Đây là nghị quyết của Trung ương rồi, nghị quyết trong Đại hội Đảng nói, nghị quyết Trung ương nói mấy nhiệm kỳ đây rồi, nghị quyết 17, nghị quyết 18, nghị quyết 27. Năm nào nhiệm kỳ nào cũng nói về tổ chức bộ máy rất mạnh dạn. Tổng Bí thư nhấn mạnh không tinh gọn bộ máy thì sẽ không phát triển được, và dẫn chứng hiện nay ngân sách đang chi 70% để trả lương, chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động. Đất nước muốn phát triển được, muốn dự án này, muốn dự án kia thì tiền ở đâu? Còn có 30% tiền đâu để quốc phòng an ninh, tiền đâu để xóa đói giảm nghèo, để an sinh xã hội. Những cái việc đó là nhà nước phải lo chứ. Mình phải nhìn rất thực chất vào những cái vấn đề như vậy. Đấy, bây giờ nếu như vậy thì mình có an tâm yên lòng thì nhà trên tinh gọn bộ máy, tiếp tục giảm biên chế, giảm cái chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư cho phát triển. Nhìn ra các quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết năng lực lao động của các quốc gia này đã vượt xa Việt Nam, do đó phải có cơ chế, chính sách khuyến khích để tăng năng suất lao động. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh muốn phát triển bền vững, không còn con đường nào khác là phải tăng năng suất lao động, huy động mọi người tham gia vào sản xuất, kinh doanh, cần tận dụng tối đa thời kỳ dân số vàng để bước vào kỷ nguyên mới, bứt tốc đạt được mục tiêu đến năm 2045 là một nước phát triển có thu nhập cao. Quốc hội của đồng chí Tô Lâm. Trong phiên làm việc chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thông báo với Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội đối với Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết 1268 về việc Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hưng Yên về đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có nghị quyết 1266 về việc Chủ tịch nước Lương Cường chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Thanh Hóa về đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10, tại thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã diễn ra hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 với chủ đề Chân trời vô tận, đầu tư hôm nay, định hướng tương lai. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng, đồng thời giải đáp nhiều vấn đề đại biểu quan tâm. Hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 được tổ chức để tiếp tục đưa các nhà lãnh đạo tiên phong của thế giới hội tụ và trao đổi về tiềm năng của đầu tư nhằm mục tiêu đem lại một tương lai thịnh vượng và bền vững cho cả thế giới, đặc biệt là đầu tư trong các lĩnh vực quan trọng cho tương lai loài người như AI, năng lượng tái tạo, tài chính xanh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của hội nghị bởi đây là cơ hội tốt để cùng trao đổi, chia sẻ, đưa ra các sáng kiến hợp tác đầu tư vượt qua mọi giới hạn để hướng đến tương lai phát triển bền vững, thịnh vượng. Nhận định tình hình thế giới, Thủ tướng cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới. Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út, Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao chính sách hướng đông của các quốc gia khu vực Trung Đông. Thủ tướng mong muốn các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực có nhu cầu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, hạ tầng thông minh, quản trị thông minh. Thông tin về các ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ả Rập Xê Út, Việt Nam nói riêng, Trung Đông và trên toàn thế giới nói chung cùng đồng hành, phát huy tinh thần ngày mai bắt đầu từ hôm nay, tăng cường hợp tác đầu tư với nhau, cùng nhau hướng đến chân trời vô tận vì một thế giới phát triển an toàn, bền vững, thịnh vượng. Sau phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham gia phiên trao đổi với bà Jonathan Bettgerson, tổng biên tập tạp chí Nhà Kinh tế, về định vị của Việt Nam là cửa ngõ của khu vực Đông Nam Á của các quốc gia Trung Đông, cũng như chiến lược của Việt Nam để đón nhận làn sóng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero. Bài phát biểu phần trao đổi trực tiếp của Thủ tướng được hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh, cho rằng với quan điểm này, Việt Nam sẽ sớm trở thành vị trí quan trọng trong chính sách hướng đông của các nước khu vực Trung Đông và tin tưởng Việt Nam thành công, thành công, đại thành công. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, vào tối ngày 30 tháng 10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Doha, bắt đầu thăm chính thức Qatar từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Qatar là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công tác ba nước Trung Đông của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Qatar sau 15 năm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp với nhiều kết quả thực chất. Tuy nhiên, hai bên nhận thấy còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực tiềm năng như chính trị, ngoại giao, kinh tế, năng lượng, du lịch và lao động. Do đó, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước một cách toàn diện, hiệu quả hơn, nhất là về mở cửa thị trường, thu hút vốn đầu tư chất lượng cao, hợp tác lao động, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, chống biến đổi khí hậu, hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển ngành HALA. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Qatar với nền tảng quan hệ tốt đẹp hơn 3 thập kỷ qua. Chuyến thăm chính thức nhà nước Qatar của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo động lực mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Qatar, đặc biệt trong thu hút đầu tư từ Qatar vào Việt Nam và tạo đột phá cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Qatar và khu vực. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam hiện nay. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể là quan điểm của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận nói riêng,
mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp, nội dung chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam, những yếu tố tác động đến chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam hiện nay. Các đại biểu cũng đã phân tích làm rõ thực trạng chuyển đổi số trên các mặt công tác, đề xuất các định hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam trong thời gian tới. 87 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia của các cơ quan đơn vị trong cả nước gửi đến hội thảo cũng như các tham luận trực tiếp tại hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn về chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam hiện nay, qua đó góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số quốc gia thời gian tới.